Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Fusion Original Saigon Center. Marshall Speaker phiên bản Aston 2 là dòng loa cực phẩm đến từ hãng Marshall của Anh Quốc, được Fusion Original Saigon Center trang bị cho tất cả phòng khách. Có nhiều cách để kết nối với Aston 2. Bạn có thể sử dụng dây kết nối có cổng 3.5 với các nguồn phát analog ưa thích của mình. Ngoài ra, Aston 2 được trang bị công nghệ Bluetooth 5.0 tương thích với bất kỳ nguồn phát Bluetooth nào với khoảng cách hơn 9m. Sau đây sẽ là cách kết nối với loa bằng Bluetooth. Đối với hệ điều hành iOS thì cực kỳ đơn giản. Bật loa lên, sau khi các đèn trên loa đã sáng, các bạn nhấn và giữ nút nguồn trong 3 giây. Khi đó, đèn ở biểu tượng Bluetooth sẽ nhấp nháy, chờ để kết nối. Các bạn lấy điện thoại ra và phần cài đặt Bluetooth bật lên và các bạn sẽ thấy tên loa Aston 2 hiện lên. Nhấn vào là sẽ kết nối. Hello, it's me. Còn đối với hệ điều hành Android thì khác một chút. Trước khi kết nối, các bạn phải làm một thao tác. Đó là bạn phải reset lại thiết lập kết nối của loa bằng cách nhấn nút phát nhạc và nút nguồn cùng một lúc, giữ trong 7 giây cho đến khi hai đèn ở biểu tượng Bluetooth nhấp nháy là được. Sau đó, nhấn và giữ nút nguồn trong 3 giây để loa vào trạng thái kết nối Bluetooth. Mở phần cài đặt Bluetooth trong điện thoại rồi kết nối với loa là hoàn tất. Hello, it's me.